Xin chào các bạn, vậy là chúng ta lại gặp nhau trong video tiếp theo của Chúa Tể của các loài phim. Và ngày hôm nay, Chúa Tể của các loài phim sẽ mang đến cho các bạn một bộ phim hành động hài hước có tên khá hổ báo, Cô Gái Bá Đạo. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Bộ phim bắt đầu với bối cảnh tại một kho hàng, ai nấy đều tất bật vận chuyển những thùng các tông chứa đầy hàng hóa. Ngay sau đó, trên màn hình xuất hiện hình ảnh một gã đàn ông toát lên đầy vẻ nguy hiểm. Theo lời cảnh sát, gã đó là Orang Chen, boss ngầm của bang Triad Trung Quốc, đã thực hiện phi vụ đánh cắp 3 kg thuốc phiện và trốn sang Hàn Quốc. Ngay từ khi hắn vừa đặt chân đến Hàn Quốc đã bị cảnh sát giám sát chặt chẽ. Cảnh sát Hàn Quốc tỏ thái độ cực kỳ bất mãn với những việc tên tội phạm Trung Quốc cường bỏ trốn sang quốc gia này. Không những vậy, chúng còn có thể kéo theo các chân rết bám đuổi phía sau, có thể gây nên những trận hỗn loạn khiến xã hội không còn được yên ổn như trước. Chuyển sang cảnh tiếp theo, có hai gã thanh niên xuất hiện, nhìn có vẻ không được thông minh cho lắm và bộ dạng giống như bị nhốt lâu ngày mới được thả ra ngoài xã hội, vì cả hai đều tỏ ra cực kỳ phấn khích khi có thể đi lại tự do bên ngoài. Sau đó, hai gã bắt đầu tiến hành dò la về tung tích của một tay anh chị có biệt danh là Tay Xoắn. Thông tin nhận được không đáng kể nhưng lại là nguồn tin chân thành khuyên bảo không nên đụng đến gã để tránh rước họa vào thân. Cuối cùng, cả hai quyết định đến Incheon để tìm gã Tay Xoắn, vừa kiếm tiền mở một xe thức ăn. Và sau những đoạn hội thoại có vẻ không được thân thiện cho lắm thì cả hai đã lộ ra là tù nhân vừa mãn hạn tù vì tội ẩu đả. Cảnh phim tiếp theo xuất hiện đầy ấn tượng với hình ảnh một chiếc bật lửa châm thuốc trong bóng tối của một cô gái với khuôn mặt lạnh lùng và bộ dạng không hề dễ chọc. Dù cả người toát ra đầy vẻ nguy hiểm, nhưng khi bị hai kẻ giờ hơi chọc ghẹo, cô vẫn nhắm mắt bỏ qua cho bọn chúng. Hóa ra cô bận làm nhiệm vụ theo dõi nghi phạm cùng với đồng nghiệp của mình. Và trong ca trực rảnh rỗi, cô ngừa mắt với hai kẻ giờ hơi đang chọc ghẹo con gái nhà lành nên quyết định ra tay cứu mỹ nhân. Chỉ với vài giây ngắn ngủi, cô đã khiến cả hai gã đau đến xin cha gọi mẹ và toàn bộ màn hành xử này đã được hai gã thanh niên vừa ra tù chứng kiến toàn bộ với vẻ mặt vô cùng tán thưởng. Cùng lúc này, những kẻ nghi phạm cô đang theo dõi xuất hiện. Cô và đồng nghiệp nhanh chóng bám theo nghi phạm và còn không quên cả khịa nhau đôi câu. Mặc kệ anh bạn đồng nghiệp lo sợ trước số đông người áp đảo của nghi phạm, nữ cảnh sát vẫn quyết định bám đến cùng. Khi nhóm nghi phạm vừa rời khỏi ô tô, một nhân vật bí ẩn cưỡi mô tô phân khối lớn xuất hiện. Hắn có thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, ra tay vô cùng dứt khoát và tàn nhẫn, khiến nhóm nghi phạm mất mạng gần như toàn bộ. Nhóm nghi phạm còn một kẻ sống sót, tuy nhiên, gã cưỡi mô tô không đuổi cùng giết tận mà lựa chọn rời đi. Nhưng trên đường đi lại chạm mặt phải nữ cảnh sát và không may bị cô giật mất khẩu trang. Nhưng có vẻ nữ cảnh sát không kịp nhìn thấy gương mặt của gã sát thủ. Đồng nghiệp của cô cũng đang thong dong và hỗ trợ cũng chạm mặt gã sát thủ và bị ăn một con dao vào bụng trong sự ngỡ ngàng đến tuột độ của anh đồng nghiệp. Gã sát thủ để lại một nụ cười nửa miệng khiêu khích và sau đó dồ ga phóng đi trong sự tức tối của nữ cảnh sát. Những câu chuyện phiếm của đồng nghiệp tiết lộ, nữ cảnh sát rất ngầu kia từng là một người nội trợ bình thường, trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, tham gia lực lượng cảnh sát vì đã từng mất cô con gái vào tay bọn buôn nội tạng. Nỗi đau quá lớn có lẽ đã khiến cô thay đổi, trở thành người mà không ai dám tưởng tượng trước đó. Lại nói về hai gã mới ra tù, cả hai đến Incheon và sống lang thang, vạ vật vì không có tiền, cũng không có nghề nghiệp. Cảnh sát lại nhận được tin về một tên tội phạm người Trung Quốc chuyên giết người, có tên gọi là Double B. Cảnh sát nghi ngờ Double B là gã sát thủ đã chạm trán nữ cảnh sát trong hầm để xe. Nữ cảnh sát cùng một đồng nghiệp nữ khác đến xảo huyệt của mấy tên nghiện để bắt chúng khai thác thông tin. Hai gã nghiện ẻo lả đã bị nữ cảnh sát xử đẹp và dù cho bất mãn về hành động của các cô gái, song chúng vẫn phải ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi mà nữ cảnh sát đưa ra để truy tìm dấu vết của Orang Chen. Gấu xám là cái tên được chúng đưa ra, dù khuôn mặt của hai tên này có vẻ không đáng tin cho lắm. Phim lại chuyển đến cảnh hai cựu tù nhân vừa ra trại, bộ dạng côn đồ và đều già của cả hai đã khiến cho tất cả mọi người trên tàu cảm thấy sợ không hề nhẹ. Cho dù hai gã vừa làm việc tốt, sau một ngày lang bạt, cả hai đứng nuốt nước miếng trước cửa hàng cá và mơ về món sashimi hảo hạng. Một gã đã quyết định lựa lúc không có ai để ý trộm cá, nhưng lại bị ăn một đòn của gã còn lại vì anh ta cho rằng mới ra tù không nên đi ăn trộm. Cuối cùng cả hai xông vào đánh nhau túi bụi. Sau 1/3 thời lượng phim, cuối cùng khán giả cũng được biết tên nữ cảnh sát thường được gọi là Thám Tử Ha khi cô đến thăm người đồng nghiệp bị thương trong vụ chạm trán ở hầm để xe. Orang Chen cuối cùng cũng lộ diện thật sự khi muốn bán số ma túy sách tay từ Trung Quốc sang Hàn Quốc. Tuy nhiên thương vụ không thành công vì người đưa ra giá quá cao, người lại trả quá thấp. Sau đó, người mua quyết định bám theo Orang Chen để tìm nơi hắn giấu hàng, sau đó trộm đồ và giết người diệt khẩu. Hai cựu tù nhân trong lúc đang giải quyết nỗi buồn thì gặp nhóm giang hồ đang truy đuổi Orang Chen. Cả hai đã nhúng mũi vào chuyện thiên hạ và cứu được Orang Chen một mạng. Nhưng ngay lập tức sau đó, cả hai hoảng hốt phát hiện ra Orang Chen đã chết, nên cuối cùng đã liều mình cuộn mất vali chứa đầy ma túy của Orang Chen. Sau đó, đôi bạn lại tiếp tục cãi nhau về việc số hàng trong vali có giá trị hay không, có bán hàng để lấy tiền hay không. Thế rồi, đôi bạn mỗi người một ngả. Cảnh sát trong lúc khám nghiệm hiện trường vụ án Orang Chen đã phát hiện ra dấu vết của hai cựu tù nhân qua mảnh giấy một trong hai tên dùng để chùi đít lúc đi ị. Cả một nhóm cảnh sát vây quanh hai cụm sản phẩm đầy mùi hương, nhìn vô cùng hài hước và thú vị. Danh tính của hai cựu tù nhân lộ diện và có vẻ như là họ là người tốt đấy chứ. Coi bộ ngáo ngơ nhưng lại hay ra tay nghĩa hiệp, nhưng cũng vì thế mà 5 lần 7 lượt ngồi tù. Giờ đây họ không chỉ bị cảnh sát điều tra mà còn là đối tượng của ông trùm mua ma túy. Sampo, cựu tù nhân ôm vali hàng, đã móc nối được với ông trùm mua hàng hụt của Orang Chen. Trong lúc đi vào quán karaoke giao dịch thì chạm mặt với thanh tra Ha và đồng nghiệp đang trà trộn vào điều tra manh mối vụ án. Tất nhiên thanh tra Ha dễ dàng nhận ra Sampo. Trùng hợp thay, lúc này những cảnh sát nam cũng đến quán karaoke để điều tra ngầm. Những chiến sĩ cảnh sát đã tạo nên một tổ hợp điều tra khá kỳ dị.
Sampo nghèo khổ bán được vali ma túy trị giá 10 triệu đô la Mỹ với giá 100.000 đô la Mỹ trong sung sướng mà không hề biết bản thân đã bị ăn chặn. Chị Đại Ha sau một hồi nhẫn nhịn cũng thưởng cho vị khách đáng yêu của mình vài vết thương đáng yêu trên cơ thể. Còn Sampo nghèo khổ tưởng kiếm được 100.000 đô nhưng lại bị vỡ mộng, thậm chí còn bị bọn chúng ra tay cướp trắng vali hàng. Đến phút cuối tưởng như đã xong đời thì bạn thân là cựu tù nhân Hồ Đông xuất hiện một cách anh hùng và cứu Sampo. Thanh tra Ha sau khi xử lý mấy vị khách của mình đã tìm ra nữ đồng nghiệp và phát hiện ra tên ngồi cạnh cô gái lúc đó chính là sát thủ Double B mà cả sở cảnh sát đang tìm kiếm. Trong lúc hỗn loạn tại quán karaoke, Double B chạy trốn, hai cựu tù nhân đấu với quân của ông chủ mua ma túy. Thanh tra Ha xông vào trận đánh để truy đuổi Double B. Nam cảnh sát vẫn còn tỉnh táo cũng nhập cuộc, Sampo và Hồ Đông chạy trốn thành công. Trận chiến trong quán karaoke tạm kết nhờ phát súng của ông sếp cảnh sát đầu bù tóc rối vì say xỉn mà bị lũ giang hồ đạp dưới chân. Ông chùm buôn ma túy bị bắt. Hai cựu tù nhân quay về cuộc sống lang thang vạ vật, rồi cả hai quyết định đến Busan để tìm người quen bán hàng. Double B bị cảnh sát truy đuổi sát nút, một chiến sĩ cảnh sát hy sinh sau cuộc đối đầu không cân sức. Thanh tra Ha quyết tâm truy đuổi Double B đến cùng để bắt hắn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tại Busan, hai cựu tù nhân đã gặp lại người quen cũ, Mắt Ếch, cũng là một tay buôn ma túy để bán hàng. Lần theo dấu vết của Sampo và Hồ Đông, Thanh tra Ha đã tìm được nơi hai người bán hàng. Khi vụ giao dịch đang chuẩn bị được tiến hành, Sampo và Hồ Đông đổi ý không muốn làm hại cuộc đời người khác, nên cả hai đã quyết định nộp số ma túy có được cho cảnh sát, dù được trả giá đến 3 triệu đô la Mỹ. Nhưng cuối cùng, hai ông bạn ngây thơ lại bị Mắt Ếch chơi chiêu cướp chọn số hàng. Thanh tra Ha tìm được xảo huyệt của Mắt Ếch, cô xử gọn tất cả những kẻ ngáng đường mình và cứu được đôi bạn tù nhân chờ bị xử. Tuy nhiên, cô cũng không hề nhân nhượng mà cho cả hai vài phát đạp để tìm hiểu tung tích vali hàng. Đôi bạn tù nhân sau khi được cứu đã tình nguyện giúp đỡ cảnh sát để tìm lại vali ma túy nhưng lại bị từ chối rất phũ phàng. Vượt qua giây phút tủi thân, đôi bạn lại bất chấp liêm sỉ đi theo giúp đỡ Thanh tra Ha. Thanh tra Ha tìm được nơi Mắt Ếch đang giao vali ma túy cho ông chủ. Một mình cô phải chiến đấu chống lại mấy chục gã côn đồ cao to. Đến lúc tưởng như sắp gục ngã thì nữ đồng nghiệp đi cùng cô đến Busan xuất hiện để cứu mạng. Lúc hai chị em thất thế thì Sampo và Hồ Đông lại xuất hiện cứu giá. Họ chiến đấu chống lại quân của Mắt Ếch và cùng lúc đó Double B xuất hiện một mình xử hết các đống quân của Mắt Ếch. Ông chủ Mắt Ếch cầm vali chạy trốn nhưng không thoát khỏi được tay của Double B. Trận chiến cuối cùng là của Thanh tra Ha và Double B. Đôi bên giằng co quyết liệt và Double B bại trận với vết dao chí mạng đâm vào tim bởi chính con dao của mình. Bộ phim kết thúc với hình ảnh đôi bạn cựu tù nhân lại cùng nhau lang thang vô định trên đường, không có nơi để đi, không có nơi để về. Thế là các bạn đã cùng chúa tể của các loài phim xem xong phim Cô gái bá đạo rồi. Một bộ phim khá thú vị và hài hước đó chứ. Nếu các bạn cảm thấy video này thú vị, hãy like, comment, share để ủng hộ chúa tể của các loài phim và đừng quên ấn follow để theo dõi thêm các bộ phim tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo đến từ chúa tể của các loài phim.